Vâng, và em xin chào tất cả các bác nha. Thì nay là ngày chủ nhật, hàng thì chiều tối nó về nên là rất là vất vả, cũng như là sắp xếp như là vệ sinh sản phẩm. Thì những con âm ly các bác để cái gì để ngày mai em sẽ quay cho các bác nha. Thì cũng vừa xong xong việc là khoảng 8:30 nha các bác, cũng cơm nước thì cũng giờ tranh thủ qua cái lô đẩy về hồi sáng này, lô đẩy cover những dòng đẩy khủng thôi nha các bác, để khủng và đẹp, rất đẹp. Nếu các bác nào mà fan của QC và cần một con đẩy có công suất lớn, khỏe và có một cái size dày rất là gấu thì các bác có lựa chọn con USA 1003 nha các bác. Em này thì 32 con sò sét nha các bác, mỗi vế là 16 con sò sét nha, đối nghịch nhau. Con này thì nó có một cái dòng model series khác, đó là series USA là có model là 13 và 1301 nha các bác. Và nó có QC 1007 có là một loại nha. Con 1000 USA 1003 và 1007 là một loại nha các bác. Và nó cũng một giá nha. 12.500.000 là hàng đẹp nha các bác. Đẹp keng này. Em này thì các bác chơi Vivo gia đình chắc âm QC rồi. Trong một tầm giá thì khó có những con đẩy nào mà vượt qua nổi trội với nó. Thứ nhất là nó hay, thứ hai là tiếng ba dải rất là chắc. Và cái ưu điểm tiếp theo mà các bác nó rất là trâu bò, nó cực bền nha, nó chạy sò sét. Dòng này thì dòng QC USA 1003 thì cũng như 1007 mà em đã bán cho các bác đó, thì nó đồng giá và kết là cấu hình nó y chang nhau, là nó có đều có hai đời, một đời sò Motorola, một đời sò Toshiba chữ đỏ nha các bác. Đấy. Đời thì 32 con Toshiba chữ đỏ, đời thì 32 con Motorola. Đấy, em để hai con đây các bác cùng ngắm nha. Giá là 12.500.000. Chơi QC thứ nhất là ở trùm phân khúc. Còn đây là những con cover và chắc ngày mai ngày mốt em sẽ về tiếp tục những sản phẩm ở đầu tầm tiền cho các bác nha. Đây là 4 con cover 1400. Con nào cũng đẹp keng sa beng nha. Hàng đẹp hết cho các bác nha các bác. Đây. Những con này là anh em mua hàng boss 1800 nha các bác. Boss 1800 và cover 1400 là một dòng nha. Nhưng mà thương hiệu cover thì nó sẽ, ở Việt Nam mình nó sẽ được giá hơn, là nó sẽ rỉ hơn 1 triệu so với con boss. Nếu mà con này là boss logo boss 1800 thì nó sẽ rơi vào 16 triệu nha. Em nói với các bác rất là nhiều rồi. Thì các bác cứ lựa chọn thôi, cover hay là boss 1800 đều nó y chang nhau, chỉ là khác cái tên logo thôi. Còn cấu hình y chang nhau. Đây các bác. Tại vì cover với boss thì nó có liên kết với nhau, cũng như QC và Rebel đó. Và đây là con khủng long, hàng khủng của cover 2004, BT 2004. Và em đang về thêm là đàn em của con này đó là BT 1008, giá dưới 20, khoảng 19 triệu nha các bác. Còn đây 2004 26 năm. Đây là con về trong chiều nay này. Còn con này là con ngày hôm qua em đã giới thiệu cho các bác nha. Con này thì có chủ rồi nha các bác. Con này em gửi cho một bác ở Ninh Thuận hay là Nha Trang Khánh Hòa đó. Ngày mai em sẽ gửi cho bác luôn. Còn con này là cái con về trong chầu sáng cùng với 4 con cover. Đấy. Bác nào lấy con nào thì alo cho em nha. Các bác nào yêu thích chất âm của QC và sự bền bỉ chắc nịch của QC thì lựa chọn em này, thiết kế đơn giản nhưng mà rất là chắc nha các bác. Đa số những dòng QC thì chỉ có khen thôi, nói chung là chất âm của nó thì vượt trội ở cái tầm giá. Anh em chơi rất là chất lượng nha. Và nó trâu bò nhưng mà nó rất là trâu, có nghĩa là sự bền bỉ của nó thôi. Rồi, em thông báo cũng như thế, 2004 thì các bác biết rồi. Nó rất là nổi trội, nó dày đẹp luôn, nó một dạng là nhìn như chất nịch luôn các bác. Nó dòng lớn, chạy 2 tâm phô riêng biệt, 2 dây nguồn. Còn đây là 1004, các bác sẽ bắt gặp nhà lọc nguồn tân phô 4 cái tụ 22.000 mi trong một tụ nha các bác. 28 sò công suất Motorola IF. Con nào mới đét cho các bác nha. Cover 1004 dưới boss 1008 thì nó cũng y chang nhau, cùng đều công suất là 1800W. Đấy, thì đây là em báo một con rồi nha các bác, còn 3 con thôi nha. Trong này là một con 2004 và một con 1004 là đã có chủ rồi nha các bác. Điều mới về thì thông báo cho các bác, tại vì nhiều sáng bác các bác theo dõi các bác không chốt à. Đây các bác nào chưa đăng ký kênh của em để theo dõi những sản phẩm mà em đăng tải hàng ngày thì các bác ấn vào nút đăng ký nha.
để luôn được cập nhật những video mới nhất. Có gì ngày mai em sẽ quay những âm ly ghi nhạc và lo ghi nhạc cho các bác nha. Đây là hai số điện thoại của em, các bác có thể liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại này hoặc là kết bạn Zalo qua số dưới nha, 77 02 77.